Chúc mọi người sáng thứ ba làm việc thiệt là nhiều niềm vui và may mắn. Rồi. Thu. Tụi bay luôn phải không? Thu. Nè, tụi bay làm gì vậy? Kính ra. Rồi, hỏi thêm. Trời, giọng quỷ già chương phải không? Rồi, tụi mày làm gì vậy? Tụi mày làm cái gì vậy? Ờ, quýnh phải không? Tụi mày! Thu. Ủa, có sao không em? Thu. Cảm ơn anh nhiều nha. Nhiều ngang đi, ha, dưới quê mà. Cảm ơn anh nhiều ngang. Dưới quê mà. Thu. Cảm ơn anh nhiều nghe. Ai lòng Quy Khánh dành Trung? Trung ơi. Anh Trung. Trung. Ai lòng Quy Khánh vậy? Rồi, ôm luôn. Rồi thôi luôn. Anh hùng gì chứ? Rồi thôi. Thôi cẩn thận đi ha. Chứ biết nó bị đánh rồi có sao không gì đó. Cẩn thận. Ha. Sửa đi. Nè cẩn thận thôi. Tại vì biết sao không? Nó đi cà nhắc, em thấy cái hình là nó đi cà nhắc. À, tùy nha, nay mai em bắt tôi sửa lại đó đi nha cha. Rồi. Có sao không? Ủa cái phim này là bối cảnh năm mấy vậy anh Trung? Bối cảnh năm năm mấy? Xưa hả? 2000. Rồi ừ, luôn anh ơi. Ừ đi. Ừ. Đó, nguyên cái dàn máy. Đó. Hát câu gì? Đừng nói hát cải lương nha anh Trung. Quỷ già Trung này ác thiệt á. Trời ơi.
Cái gì? Công danh biển trời nào bằng công danh, biển trời nào mà không xanh, rồi gì nữa, biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng, phải không? Nhưng mà cái tông của ông Thanh Nam hát là tông nào? Nghe 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 tông của chú Thanh Nam. Không, anh trả về câu nữa. Trời xây thành biển trời nào mà không xanh, quỷ già thanh thức có hát cũng có nổi đâu. Thì xin em nhớ cho rằng, phong rồi nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng, có hát chung với ổng câu này không? Rồi. Rồi hát phải không? Em ơi ngồi đây thương bóng thương hình. Tiếp luôn hả? Ông này ông ác lắm, ông bắt dình hát nè. Đó. Mọc cái gì? Chứ còn đi ghe mà nhạc lấy đâu ra cha. Hết tập hả anh? Tập 2. Bộ phim này hình như có Khương Thịnh đóng nữa hả anh? Ngày 24 hả? 24 lên sóng phim đó hả anh Trung? Có đổi tựa không? Ngày 24 tháng 11 phát sóng trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phim Ngậm Ngùi dành lòng cho ca sĩ Nguyên Vũ. Và hiện tại là cái phim đang phát ở truyền hình Vĩnh Long luôn, là Con Gái Bố Già dành lòng tiếng cho diễn viên Thanh Bình. Ai đang xem cái này cho mình biết, mà nãy giờ làm không biết ai xem ai không xem hết. Người bạn thân thiết nhất trong cái phòng thu đó chính là micro. Người bạn thân thứ hai đó là màn hình đấy. Thứ ba kịch bản. Thứ tư tai phone. Anh lồng tiếng phim dập tắt lửa lòng Sam sinh. Cả nhà ai chưa like và subscribe kênh Bùi Công Danh channel của Danh thì hãy lên YouTube search từ khóa Bùi Công Danh và nhấp vào nút đăng ký kênh ủng hộ cho Danh nha.